là con lên rừng cũng làm hay là cũng làm ở trong xưởng? Đang làm trong xưởng. Ngày người ta trả cho con bao nhiêu tiền? Ta cho bao nhiêu cũng lấy bao nhiêu khổ. Lấy tiền bây giờ làm gì? Dạ mua sữa cho em. Mua sữa cho em hả? Mới quay này, tại sao con thích đi học lại? Vì thấy ba khổ mà nuôi bốn anh em. Ba không có tiền nuôi em nhỏ nữa. Nó cũng thấy con nên đi học để cho ba em đi học. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Hiện tại là Thép đang có mặt tại thôn Hò Nhơn thuộc xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Cách đây cũng gần một tháng rồi, mình thực hiện một cái video ở cái gia đình của anh Sơn, vợ anh mất, để lại bốn đứa con các bạn. Bốn đứa con nhỏ nhỏ không ạ. Rồi video trước mình đã có hỗ trợ trích tiền của Mạnh Thường Quân, của Đạt, Bùi Duy Đạt hỗ trợ cho 10 triệu, nên lại tiếp tục quay lại. Con chào quái. Ủa quậy, anh về chưa quậy? Chưa, nó đi làm ở lại chú. Ở lại luôn hả? Ôi chào con. Là hôm bữa là biết này là đi làm chú tìm không thấy hả? Biết đi làm á. Quậy ăn cơm chưa? Chưa hả? Mới mua đồ vừa đơn. Con có hộp sữa của cái cô bên nước ngoài á, gửi cho con thùng. Rồi cho phép con sẽ trích ra một hộp để tặng cho bà cho cháu uống. Sữa này. Cảm ơn. Sữa này sữa của trẻ nhỏ. Có chữ baby này, cô đó gửi cho con thùng, cũng người lớn trẻ nhỏ không à. Rồi cô ấy dạng thì có gia đình nào có trẻ nhỏ hay người lớn thì trích ra trao cho. Cho ủa rồi ba đi chợ mới về hả? Đi chợ với mới về đơn bông đồ. Rồi ba đi làm chưa về? Ba đi làm chưa về. Anh ngồi. Nè, sữa là cho đứa này nè. Ủa sao nó sợ chạy vậy? Cho con á. Cho con á. Là sữa các bé. Con. Mấy con ăn cơm chưa? Chưa. Còn đứa nó đâu rồi? Em ra đây em. Bao nhiêu tuổi rồi? Con bao nhiêu tuổi? 14 tuổi hả? Thôi ngồi xuống chơi luôn. Bữa giờ vô chưa gặp. Ý là gia đình anh Sơn là vợ mất bao lâu rồi bà? Thì nó thẳng là vợ nó có đứa con gái mất hôm tháng mùng 7 tháng 9 năm ngoái. Mùng 7 tháng 9 năm ngoái vậy là được năm rồi. Vâng, năm rồi. Anh Sơn là anh làm nghề phụ hồ hả? Phụ hồ. Bây giờ vợ mất rồi nuôi 1 2 3 4 đứa. Rồi xong bà ngoại nhà bà ngoại giữ. Đứa hai đứa này học giỏi lắm, nhìn mặt dễ thương không? Bà ngoại hôm nay bệnh nay đâu nữa thôi. Bà ngoại bệnh nữa mà giờ ở nhà giữ ba đứa. Con qua đây chú hỏi cái. Bữa chưa gặp. Nghe nói con giỏi lắm phải không? Con đi làm gì? Dạ con làm mộc. Thợ mộc hả? Làm mấy cửa hả? Dạ cưa cây. Cưa cây hả? Là con lên rừng cũng làm hay là cũng làm ở trong xưởng? Dạ làm trong xưởng. Ngày người ta trả cho con bao nhiêu tiền? Ta cho bao nhiêu cũng lấy bao nhiêu khổ. Lấy tiền bây giờ làm gì? Dạ mua sữa cho em. Mua sữa cho em hả? Mọi người xem nè. Biết tại sao nó ốm không? Tại mẹ nó mới mất rồi, nó mất sữa. Lúc mà mẹ sanh mới chưa sanh ra mẹ đã có bệnh rồi. Rồi sanh ra thì thiếu sữa. Rồi bây giờ tình hình dịch bệnh á, không có mấy cái cửa hàng sữa nó đóng cửa hết. Ba phải cho uống gói sữa của cái Hà Lan nhỏ nhỏ 5.000 hộp á. Bây giờ nó suy dinh dưỡng, nó ốm. Nó lấy hộp sữa đó cho cháu uống nha. Để con coi liều lượng uống như thế nào nha. Mấy con đừng dành uống sữa của em nha. Mấy con có uống sữa không? Có không? Chắc dành uống sữa của em lắm. Cho khoảng 4 muỗng bột. Con 4 muỗng bột nha. 4 muỗng. Rồi một ly sữa như thế này nè. Một ly nước như thế này nè. 4 muỗng vô. Đơn giản không có gì hết. Cái này sữa hay là bột ta? Dinh dưỡng phát triển chiều cao trí não.
sữa, cái này là sữa, sữa non dành cho trẻ em này. Con biết pha không? 4 muỗng bỏ vô cái ly cho em uống nha. Có sữa uống rồi nha con. Mặt ngon ngon nè. Ôi, mặc quần vô. Mặc quần vô, để quay lên YouTube và thấy chim thấy đồ rồi. Rồi. Vô lấy cái quần nghe con. Ờ, vô lấy cho em. Vô quay thấy chim thấy đồ là YouTube không cho đâu. Vô lấy cho em cái quần. Ơi, lấy quần. Lấy cho em cái quần mau ấy. Mau ấy. À, mặc quần vô. Rồi. Chị chim bớt. Trời. Rồi, mặc quần cho con. Bà quậy trưa quả nấu cơm chưa? Cháu ở nhà nó nóng rồi, bây giờ cũng bà dẫn con vô thăm thăm chị đi. Đây mấy con, dẫn chú vô thăm mẹ nè. Anh hai bưng hộp sữa cắt. Ủa, anh hai bưng hộp sữa cắt nha. Mấy con đừng dành nha. Rồi. Xuống cất. Bưng hộp sữa xuống cất. Mấy con thắp nhang cho mẹ. Hả? Con thắp nhang cho mẹ. Rồi mấy đứa lên thắp nhang cho mẹ. Nè. Thường ngày mấy con có thắp nhang cho mẹ không? Có. Ừ. Rồi, này, thắp nhang cho mẹ nói sao từ từ. Chú đi không biết cho mấy con nói cho khán giả nghe. Rồi, con nói sao? Nói nghe. Nói to lên cho khán giả nghe nữa. Nói cho to lên với con thắp nhang. Ừ, nói mẹ phù hộ cho tụi con mau lớn. Phù hộ cho con. Mau lớn học giỏi. Học cho lên lớp mau lớn. Lớn. Cho em. Cho anh. Nói cho bự lên cho bác nghe. Nó bự lên cho chú nghe kìa. Cho bác nghe mui. Sao con nói gì vậy? Nói cho bự lên. Nói đi. Hộ cho con với em. Hơi hoài đồ. Mình giỏi. Giỏi. Rồi thắp nhang lên cho mẹ. Cắm tầm từ từ. Ừ. Cắm sâu. Tay nhang cắm sâu lên. Xíu. À. Rồi em chào chị nha. Chị cũng lỡ mắt rồi thì phù hộ cho mấy đứa con cho nó một lớn học giỏi. Ừ. Con á hả? Ừ, con đã 27 tuổi. Cho mô lớn học giỏi nhỏ, đồ. Mẹ nó nhỏ hơn ba nữa. Nhỏ mà con nhỏ mà. Ba nó ba mươi mấy tuổi luôn mà. Ba nó ba mấy, con mẹ nó cũng ba mươi mấy. Ở lúc mẹ bị bệnh gì? Con. Bị tim. À bị tim hả? À, bị tim. Cũng tim cũng như hoài vậy. Mà điều cứ nói nó nặng hơn là hoài. Dạ. Yeah. Hoài gì? Bao nhiêu toàn mát thì hoài đỡ, toàn nắng là hoài mệt. Mệt thở thì mệt quá. Thì rồi cho đi qua đây, qua đây cho được. Uống hàng ngày. Ủa con tới con thăm gia đình mình bao lâu rồi bà? Cháu hả? Dạ. Con tới con thăm bao lâu rồi ta? Là bên đây là chắc hơn tháng mấy rồi. Ủa, bó đây nhanh như vậy? Tháng mấy rồi. Phải không? Tháng mấy rồi. Sao con thấy nhanh vậy ta? Rồi, 3 tuần trước chứ tao tháng mấy. Là ngày 13 tháng 8. 13 tháng 8. Con tới con thăm gia đình mình. Con trích tiền từ quỹ từ thiện của anh Bùi Di Đạt ra trao gia đình mình số tiền là 10 triệu. Con nhớ không? Nhớ. Nhớ. Rồi tiền đó bây giờ là anh sử dụng hết chưa hay là vì, còn? Vì nói thẳng ra về con ở nhà thì nào là thuốc nguyên cho cháu, nào là thuốc rồi sử dụng cho cháu, rồi mua vở mua sách, rồi tiền cúng hàng ngày, mua trái cây đồ cúng đồ hàng ngày đồ cho vợ nó. Yeah. Rồi tiền ăn tiền uống hàng ngày cho cháu hàng ngày, vì nó thẳng ra không còn gì bao nhiêu. Yeah. Bởi vì cũng ba bốn triệu gì đó. Yeah. Anh làm thợ phụ hồ mà ngày có hơn có 200 mấy á. Có 200 mấy à. Mà đây một đứa này, hai đứa này, ba đứa này, đứa này không tính nha. Con đi làm được đúng không? Có thể lo được mua bánh cho mấy đứa nhỏ được chứ không có làm được ra tiền nhiều. Một ngày người ta trả con được 50 ngàn không? À cỡ đó, nó có thể mua bánh mua đồ cho em nó ăn chứ nó cũng không. Làm gì có đưa tiền cho bà ngoại em đi chợ đâu bà ngoại? Vì nói thẳng vừa đầu cháu làm được 2 tháng. Dạ. Mà cháu tạm ứng mất 800 ngàn. Còn ăn đồ cho bà ngoại bị tim, bà ngoại ốm, bây giờ nuôi. Dạ. Cháu
xà quần xà quần cái ngày luôn. Đâu, đâu, để giặt quần giặt áo đâu, rồi. Đâu, quần hồi sáng giờ. Qua cho đồ nữa. Con chưa có ăn có uống giờ sáng giờ chưa có ăn. Mấy con gì rửa chén được không? Được mà, cỡ đây nó rửa chén được mà, quả húng liền cho nó rửa chén. Cỡ đây nó rửa chén được. Thậm chí cỡ đây nó quẳng nấu cơm bằng là cơm điện rồi được, phải re luôn. Nhỏ mình cỡ đây là nấu cơm nó rồi. 12 tuổi. Con bao nhiêu tuổi rồi? Đây 9 tuổi. Có 14, 14 tuổi là nấu cơm rửa chén được. Còn cỡ này nó nấu cơm được nè. Con này 9 tuổi nè. À, 9 tuổi là rửa chén được. Huấn luyện rửa. Thì xét thấy thì gia đình anh Sơn thì cũng rất là khó khăn. Bởi vì vợ anh mất rồi. Đứa nhỏ này thiếu sữa nè các bạn. Thì ở video trước thì ngoài số tiền đó 10 triệu ra thì con tới đây con thăm lại gia đình lần thứ hai để có một cái mạnh thường quân ủng hộ gia đình con tới con thăm. Là anh Lê Anh Hào ủng hộ cho gia đình là 500.000, với lại anh Tiến Huynh ở Úc ủng hộ cho 10 triệu. Ngoài cái số tiền đó ra thì Thép xin phép trích trong cái quỹ từ thiện của mình ra là anh Hồ Thanh Phong ở Tây Ninh 1 triệu, cô Thu ở Đức 2 triệu rưỡi, cô Hồng ở Hải Dương 1 triệu, cô Loan ở Mỹ 2 triệu, chị Huế ở Sài Gòn 1 triệu, cô Dung ở Huế 2 triệu. Thì tổng cộng con trao gia đình hôm nay là 20 triệu. Cái số tiền mà từ anh Hồ Thanh Phong, ngồi anh Lê Anh Hào với anh Tiến Vinh ra, còn tất cả số tiền còn lại là ở trong quỹ từ thiện. Trong quỹ từ thiện có nghĩa là những mạnh thường quân ủng hộ cho Thép trong quỹ từ thiện. Mình thấy cái khoản tiền nào hợp lý thì mình sẽ trích ra trao cho những hoàn cảnh mà mình cảm thấy hợp lý thì mình trao nha các bạn. Đây số tiền 20 triệu nè, bà ngoại. Con đếm hết rồi ngoại. Con rút ngân hàng sáng con đếm hết rồi. Hôm nay con trao cho ngoại để ngoại có cái tiền ngoại đi chợ rồi mua sữa rồi cho cháu nha ngoại nha. Thôi giờ cũng cảm ơn cho bởi vì theo bây giờ tôi cũng cảm ơn rồi bên mạnh thường quân trao số tiền cho tôi để giúp đỡ cho cháu tôi, cho tôi để cho cúng bánh trái hàng ngày cho cháu, lỡ mua trái cây hay là mua bông mua đồ hàng ngày cho con tôi thì tôi cũng cảm ơn cho bên mạnh thường quân mà cũng tha thiết cho tôi. Ngoại con quên hỏi là cháu nó học lớp mấy nghỉ à ta ngoại? Cháu này là học lớp 6 rồi cái qua lớp 7 cái là mẹ bệnh á, là cháu xin chú nghỉ luôn. Rồi vừa rồi mà mẹ nó mất á là ở bên mạnh thường quân người ta cũng thấy gì ta nói thôi để cho cháu vô là học lại là lớp 7. Rồi cái rồi vừa rồi đây cái rồi bị dịch thì đây cái là cũng chưa cho. Rồi bây giờ thôi nói thôi cho con nghỉ luôn kìa. Có sổ hộ có hộ nghèo không? Con có hộ nghèo, nhà con có hộ nghèo không? Dạ có hộ nghèo. Một tháng, một năm con học đâu bao nhiêu tiền đâu, có 500 ngàn, chưa, hộ nghèo đâu có tốn tiền. Con đi học đi. Con đi học lại đi. Cháu mày con học lớp 6 rồi sau này con làm gì? Mà con làm anh hai trong nhà nữa. Là con sau này là trụ cột để nuôi em đi học, nuôi em rồi sau này nó đi học. Mà con làm anh hai mà con sau này con đi học, không đi học được. Vì bạn cũng nói là cháu như thế này. Vì cháu nó cũng đòi học lại. Mà bây giờ nó nói là nghĩ là có một mình ba làm á. Rồi tiền tường tiền vỡ tiền sách áo quần á thì ba lo không có nổi. Nhưng mà quan trọng con thích đi học lại không? Thích không? Sao không thích? Hả? Nói chuyện cho chú nghe coi. Cảm nghĩ coi. Nhìn lên máy quay này tại sao con thích đi học lại? Vì thấy ba khổ mà nuôi bốn anh em. Thật ba không có tiền nuôi em nhỏ nữa. Nên con thấy con nên đi học để cho ba em đi học. Để cho bạn nếu mà có tiền con có đi học lại không? Có. À. Nếu có tiền là con đi học lại hả? Dạ. Một năm hộ nghèo thì con đi học lại con chỉ tốn chỉ có 500.000 thôi. Không, nhiều khi không tốn tiền nữa các bạn, nhưng mà quan trọng con có thích đi học lại hay không, đó mới điều quan trọng. Vì con thấy ba khổ nuôi mấy em thì cũng đúng, chuyện đó cũng đúng thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà bây giờ con thử nghĩ sau này tương lai của con như thế nào? Bây giờ con không đi học á, sau này con chỉ đi thợ hồ, phụ hồ thôi. Hay làm những công việc chân tay thôi. Học lớp 6 thì sau này lớn lên con không có làm được gì hết á. Nghe chú nói không? Bây giờ chú nói gì vậy? Con nghĩ sao con đi học lại á, tại sao? Chọn là ba nó nói thôi, có mình ba làm khổ con à. Ba làm là nào nuôi em, sửa sùng, quần áo cho em, cho con. Giờ con học lớp 6. Rồi bây giờ là...
Thôi giờ cô nghĩ là... Bây giờ quả để con nói. Con học lớp 6, con chỉ còn 6 năm nữa. Bây giờ nếu mà con học lại, con học lớp 7 hả? Năm nay vô lớp 8, năm à, lớp 8 đúng không? Năm nay vô lớp 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12. Con chỉ còn 5 năm nữa thôi. Mà con ráng con học 5 năm nữa. Sau này con đi học và con đi có bằng 12 rồi. Nhiều khi cái tương lai của con sau này nó sáng sủa hơn. Con có thể lo cho em gái con đi học. Nếu mà con không đi học, sau này á là em gái con tương lai nó sẽ mịt mù, hiểu không? Hiểu chú nó không? Đó, bởi vì con phải đi học lại. Nếu mà con nói là con không có tiền thì chú sẽ ủng hộ con tiền đi học. Cười. Con thích đi học không? Quan trọng là điều con có thích đi học lại không? Hay là con chán học? Dạ, thích. À, đó, con biết là chú học lớp mấy nghỉ không? Chưa học hết tiểu học là đã nghỉ rồi. Bởi vì tương lai bây giờ mịt mù không? Bây giờ cứ đi vòng cái ngày đâu biết làm gì đâu. Bởi vì bà khuyên cháu đi học lại nha. Con đi học lại đây. Để... Không biết cháu học lại mà tưởng ba nó nói vậy là gì nó cũng nói gì thôi, giờ ba nói gì thôi. Bây giờ chú coi trong bóp của chú còn bao nhiêu tiền ở đây. Con thích đi học lại, chú sẽ ủng hộ tài trợ cho con đi học lại. Tiền những cái đứa mà thích đi học mà không có điều kiện thì chú sẽ bỏ tiền của mình ra để trao tặng gọi là học bổng để con đi học. Nhưng mà bữa nay chú đi chú không có chuẩn bị tiền nhiều, mà chú có nhiều chú tặng con nhiều nha. Cười. 1 2 3 4 5 3 triệu 1 2 3 4 5 4 triệu 1 2 3 4 5 5 triệu 1 2 3 ơi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 Đây là số tiền 5 triệu chú tặng con. Còn như đây lát chú đi trên đường tôi rồi lỡ công an bắt thì chú còn tiền đóng phạt rồi. Vậy chứ mà có bắt không? Nha. Nhưng mà hứa là phải đi học lại nha. Béo cái coi. Đăng ký học lớp 8, ok. Bây giờ vô đăng ký học lớp 7 chứ cô. Lớp 7, học 7 hay lớp 8? Nếu mà học được lớp 7 đây thì bị nghỉ qua lớp 7 rồi, bây giờ nếu mà học lớp 8 thì không có chính thức. Không có chính thức hả? Thì học lớp 7 lại. Chưa học lớp 7 lại cô. Hứa nha. Dạ. Nào con nhìn lên màn hình con hứa với khán giả sao? Giờ con hứa con sẽ đi học lại. Cố gắng đi học lại nha, dù sao cũng học cho hết 12 là nghỉ cũng được nếu mà gia đình khổ. Rồi nếu mà học mà trong cái lúc mà học tập mà có vấn đề mà tiền bạc thiếu thốn thì cứ gọi cho chú hỗ trợ được gì thì chú hỗ trợ nha. Cố gắng bắt tay cái con. Ok, mạnh mẽ rồi lên chứ. Vậy là trên những bữa tường là con xuống quay xuống với ấy đâu đi học lại là con phải ấy lại đi xuống ấy hồ sơ lại rồi bắt đầu con mới vô học lại rồi phải mua vở cho con nữa nè. Mua vở mua đồ lại cho con học tiền sách vở bao nhiêu đâu triệu là hết rồi. Rồi học hộ nghèo thì đâu có tốn tiền nữa các bạn, chỉ tốn tiền ăn đồ này ngày kia thôi. Bây giờ thôi cũng cảm ơn dạ. Cho cháu vì hỗ trợ cho cháu học lại dạ. Sau giờ ngoài cũng cảm ơn dạ. Trong này hết dạ. Vì giờ cho cháu nó học lại ý trong cái tâm của hoài gì cũng cho cháu học cho nó để cho nó để lên đồ nó nở với người ta. Mà bây giờ đã thấy cái hoàn cảnh mẹ như vậy giờ có một mình ba làm khổ vì cái nắng với mưa với gió không có ai ở nhà thì hồ thì hoài cái hồ hoài phỉ cái hồ hoài mệt thì cũng có nó ở nhà đó. Rồi cho chú hỏi là con đi học bằng gì? Đi xe đạp. Xe đạp đâu? Xe đạp đó. Đó hả? Xe đó. Trường gần không vậy? Ở chú kêu Hà Nhơn rồi. Đi cách xa không con? Xa. Dạ, đây chú Hà Nhơn rồi xa. Mấy cây số? Hiếu Lễ rồi. Chú Hiếu Lễ. Hiếu Lễ hả? Hiếu Lễ cũng gần đây mà. Cũng đi xe đạp cũng 15 phút không? Dạ 20 phút. Cỡ đó được mà, đó chú đi bộ làm sao? Cặp không có mang mà lấy khăn vàng hả biết không? Cột lại bắt đầu cột hình chữ thập lại bắt đầu giác đi học. Hồi đó khổ lắm, hồi đó đi bộ mà. Giờ có xe là ngon mà. Thôi hứa đi học lại nha. Rồi con xin phép ngoại con về luôn nha. Con cảm ơn mấy cháu nha. Dạ.
Tôn Mạnh Đình Quân hết luôn. Dạ. Thiếp cũng thay mặt gia đình cảm ơn tất cả những Mạnh Đình Quân rất là nhiều luôn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của Thiếp nha. Chắc có lẽ là mình sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn.